Rồi em xin chào quý anh chị cô bác nha. Thì hôm nay em sẽ quay cho chiều khoảng 6 giờ em đưa lên cho anh chị mình xem. Đó, quán chị nè anh chị, quán chị bữa nay thứ năm nhiều số là em đưa cho anh chị sớm nha. Đó, hôm nay em bón ở đây là em bón thứ tư Khánh Hòa. Đó là ngày, chiều hôm nay đó, sổ nhưng mà em quay sớm cho anh chị nha. Rồi quán chị là thứ năm nha anh chị, ngày 7 tháng 9 nha. 97 này một số nè. Đó. Ngày 7 tháng 9 này. Tôm tôm này. Ồ xong tôm tôm này xong. Tôm tôm hồi bữa quán chị ra đầu đó đặc biệt đó. 79 nè. 60 nè. 56 nè. 41 nè. 32 nè. 23 nè. 14 nè. 99 nè. 999 3999 này số nè. Số đẹp lắm. À đó đó cái đây là chiều nay thấy anh. Là nãy em qua Khánh Hòa đó. Trời em quay tiếp nha anh chị. 80 nè. 71 nè. 62 nè. 58 nè. 43 nè. 34 nè. Nè, số 43 cái tuổi của mình nè, dễ ra nè, 43 nam 43 số đẹp lắm. Thơ nam nè. 16 nè. 05 nè. Là 23. Rồi tiếp tục. 31 nè. 23 hơi nè, 81 nè. 63 nè. 59 ngày mơ số nhiều. Ngày mơ là cái quân chạy á. Quân ở ấy, với công tâm nó nhiều, còn ngày thường số nó ít lắm. Chỗ nào bón ít, nhưng mà tùy theo cái đại lý. Đại lý lớn thì số nó được chút, còn đại lý như em thì nó nghỉ lao quá là nghỉ tóm năm rồi. Nghỉ lao quá bón lại này ít có số bón. 26 nè. 17 nè. 07 nè. Đó, dạ anh chị em thấy quân bình này nó có 00 nè. Hơ tóm nè. Bả không bả hơ tóm số đẹp của mình. Bả không bả hơ tóm. Ủa số rất đẹp nè. Nam Nam 66 6000 nè. Màu 9 Nam 65 nè. Màu tóm 3 nè nha anh chị. Tóm 3 ngàn quán bình đó. Ngày 7 tháng 9 nha anh chị. Thứ Nam nè. Rồi không tóm nè. 4 hơ Nam không tóm. 993 90 nè. Chiến chiến bà chiến mưu số cũng đẹp nha anh chị. Đó đời quán trị. Quán bình này có số tóm 3, 65 và 46 và tóm và 00. Đó là quán bình. Anh chị quán bình ở quán bình là đại chính. Mà quán trị ở quán bình là đầu phụ. Dạ thôi. Đó. Rồi. Rồi anh chị. Rồi mấy cái số này em quay hết bữa nay cho anh chị xem rồi đó, có gì anh chị mua với số thì cứ chị cho anh dò đi lấy cái số chị cho anh dò nó hò đi băng nha anh chị đó. 4512052736 nha anh chị. Viên Ngọc Tài ở Zalo 0968634712 anh chị nào có mua thì cứ cho lô cái bọn với em nha anh chị. Đó, rồi mình mua số nha anh chị. Cảm ơn quý vị anh chị rất là nhiều nha. Chúc anh chị may mắn chiều ngày 7 nha anh chị. Ngày 7 tháng 9 nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị của bó nha những cái video sau. Đó, cảm ơn quý vị anh chị rất là nhiều đã dành thời gian xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.